Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ quen thuộc của bản tin Camera Cuộc Sống. Mở đầu bản tin là tiểu mục ống kính 24 giờ với những thông tin đáng chú ý trên các lĩnh vực. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận 200 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão lũ của công ty trách nhiệm hữu hạn Hanson Electronics Việt Nam với mong muốn tiếp thêm nguồn lực vật chất và động viên tinh thần để người dân vùng lũ khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Hiện nay, các hoạt động hỗ trợ người dân và các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa bão vẫn tiếp tục được triển khai sâu rộng. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xuất cấp trên 4.300 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 3 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và Bình Định để hỗ trợ cho nhân dân vùng bị thiên tai mưa lũ. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng Ủy ban Nhân dân các tỉnh tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp đảm bảo hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng và định mức theo quy định. Bên cạnh sự hỗ trợ của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề xuất với Chính phủ mua tăng dự trữ quốc gia một số mặt hàng thiết yếu như lúa, giống ngô và hạt giống rau để đáp ứng nhu cầu khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa bão. Dự kiến nếu được thông qua thì các mặt hàng này sẽ nhập kho trong quý 1 năm 2021. Bên cạnh đó, để giúp nông dân khôi phục sản xuất, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã quyết định hỗ trợ 23 tấn hạt giống ngô và gần 16 tấn hạt giống rau. Thị xã Phổ Yên là một trong ba địa phương của Thái Nguyên đã tái phát bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tính đến ngày 16 tháng 11, 12 xã phường trên địa bàn thị xã đã xuất hiện dịch bệnh. Các cơ quan chức năng đã tiêu hủy hơn 640 con lợn bệnh với tổng trọng lượng trên 31 tấn. Để tránh lây lan dịch bệnh, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch, thị xã đã tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các ổ dịch và phun khử trùng tiêu độc trên diện rộng. Thực hiện nghị quyết số 42 và quyết định số 154 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người dân và các đơn vị kinh doanh gặp khó khăn do dịch COVID-19, Thái Nguyên là một trên 16 đơn vị trong toàn quốc được Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai gói vay hỗ trợ các đơn vị để trả lương người lao động buộc phải ngừng việc do dịch COVID-19. Qua rà soát thực tế, taxi Mai Linh Thái Nguyên là đơn vị đầu tiên có nhu cầu và đủ điều kiện thụ hưởng gói hỗ trợ này. Ngày 18 tháng 11, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và taxi Mai Linh Thái Nguyên đã ký kết hợp đồng vay vốn theo quy định. Tiếp tục thông tin về việc hỗ trợ các đơn vị doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông qua đề xuất hỗ trợ người lao động trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với mức 1 triệu đồng mỗi người. Ước tính có gần 27.500 người đủ điều kiện nhận hỗ trợ, trong đó có 6.700 người ngoại tỉnh. Bộ Y tế cho biết sẽ khai trương cổng công khai y tế vào cuối tháng 11 và niêm yết giá hơn 60.000 loại thuốc, 28.000 thực phẩm chức năng, các trang thiết bị y tế và dịch vụ của các cơ sở y tế. Bộ Y tế cũng sẽ xây dựng các ứng dụng điện thoại hoặc thông qua tin nhắn về giá dịch vụ. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhiều lĩnh vực y tế kỳ vọng sẽ cắt giảm 30% thủ tục hành chính trong tổng số 532 thủ tục hiện hành. Ba quý năm 2020, vốn đăng ký đầu tư trong lĩnh vực bất động sản chỉ chiếm khoảng 15% tổng nguồn vốn FDI đăng ký mới. Tuy nhiên, tổng vốn FDI đăng ký trong lĩnh vực bất động sản đã tăng từ 0,58 tỷ đô la Mỹ trong quý 2 lên 2,35 tỷ đô la Mỹ ở quý 3. Đây là tín hiệu tốt cho việc bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển lĩnh vực bất động sản nói riêng và phát triển kinh tế xã hội nói chung. Trước ngày Nhà giáo Việt Nam, thị trường quà tặng hoa tươi đã sôi động. Với đa dạng sản phẩm, giá cả phải chăng, các cửa hàng kinh doanh hoa tươi đã bắt đầu chuẩn bị đưa ra thị trường nhiều mẫu hoa bó, hoa lẵng để cho khách hàng lựa chọn. Nhu cầu hoa tươi dự báo tăng từ 10 đến 20%. Giá bán một số loại như hoa hồng, hoa ly cao gấp 2 lần ngày thường. Các bó hoa tầm trung từ 350.000 đến 450.000 đồng được khách hàng lựa chọn nhiều nhất. Nhân sự kiện Quốc hội ấn định bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 vào ngày 23 tháng 5 năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Mọi người dân đều có thể tham gia với nhiều tác phẩm dự thi gửi qua email với độ phân giải cao hoặc gửi qua đường bưu điện về Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hạn cuối là ngày 31 tháng 12. Ban tổ chức cũng lưu ý các tác giả tuân thủ nghiêm vấn đề bản quyền tác giả. Lãnh đạo huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cho biết, một trong năm người dân đi tìm vàng ở khu vực trên địa bàn huyện đã mất tích sau khi rơi xuống hang sâu khoảng 500 mét. Hiện các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm.
Tòa án Nhân dân huyện Cần Đước, tỉnh Long An đã tuyên phạt 4 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1964, trú tại ấp 4, xã Long Hòa, về tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình. Trước đó, trên mạng xã hội đã lan truyền clip đối tượng Hoa hành hung, ngược đãi mẹ ruột trung bình khoảng 3 lần một tuần do bực tức vì không được chia tài sản. Thời gian qua, tình trạng một số xe buýt dừng đỗ sai quy định tại khu vực đèn tín hiệu giao thông ngã tư thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai đã tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao. Đây là vấn đề cần sớm được các cơ quan chức năng vào cuộc và xử lý. Theo kiến nghị của Ủy ban Nhân dân thị trấn Đình Cả, kho bạc nhà nước huyện Võ Nhai và bến xe khách Đình Cả, thời gian qua, một số xe buýt 07 tuyến Quyết Thắng Đình Cả của Hợp tác xã Vận tải Chùa Hàng thường xuyên dừng đỗ và đón trả khách không đúng nơi quy định. Đỗ xe này ảnh hưởng là nhất là mất trật tự giao thông và ách tắc cái đường vào của các xe khác vào bến. Đấy, làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông, không đảm bảo an toàn giao thông, đỗ xe ngay cổng bến xe. Xe buýt thì đỗ giáp với cái đèn xe đỏ rất gây mất an toàn giao thông cho người dân. Thực trạng này đã được báo cáo lên các cơ quan chức năng của huyện Võ Nhai và của tỉnh, song đến nay vẫn chưa được quan tâm giải quyết triệt để. Đại diện Hợp tác xã Vận tải Chùa Hàng cho biết đã nhắc nhở các lái xe tuân thủ luật giao thông đường bộ, dừng đỗ tại các địa điểm theo quy định nhưng các lái xe không chấp hành nghiêm. Vận tải Chùa Hàng cũng đã triển khai đến cái việc dừng đỗ xe buýt, đã yêu cầu toàn bộ thành viên đội xe buýt thuộc quyền quản lý vận tải Chùa Hàng về trên tinh thần là họp bàn để di chuyển cái địa điểm dừng đỗ cho hợp lệ, phương tiện nào đó vi phạm về cái việc dừng đỗ nhé. Trên cái tuyến đó thì lập tức sẽ yêu cầu cơ quan chức năng xử lý. Việc di chuyển điểm dừng đỗ đón trả khách của xe buýt số 07 tuyến Quyết Thắng Đình Cả đến vị trí hợp lý là việc cần được quan tâm nhằm đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Quý vị thân mến, chắc hẳn với mỗi chúng ta, hình ảnh thầy cô mái trường là những kỷ niệm không thể nào quên trong hành trang cuộc đời. Với mỗi người, ngày 20 tháng 11 là dịp để cùng nhớ lại quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp, là ngày để chúng ta bày tỏ sự tri ân sâu sắc với những người lái đò thầm lặng qua những hành động, những việc làm ý nghĩa. Và tham dự cuộc thi video clip với chủ đề Thầy cô trong mắt em do Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức là cách đã được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Thầy cô trong mắt em là chủ đề mở bởi trong mắt học trò, mỗi thầy cô sẽ để lại một ấn tượng riêng với nhiều kỷ niệm sâu sắc và biết bao điều đáng nhớ. Với lối kể chuyện dung dị, thân quen, thông qua một bức thư của học sinh cũ, hình ảnh cô và trò cùng những năm tháng dưới mái trường phổ thông vùng cao Việt Bắc đã hiện ra như một thước phim tua chậm với nhiều cung bậc cảm xúc. Là một trong những giáo viên có sức ảnh hưởng lớn với học trò, cô giáo Hằng đã trở thành người mẹ hiền thứ hai đối với các em học sinh trường phổ thông vùng cao Việt Bắc. Cô ở trường là một người rất là giản dị và cô rất là quan tâm đến học sinh. Cô là một người hy sinh rất nhiều cho chúng em. Cô luôn đặt mình ở cuối danh sách ưu tiên và luôn cho bọn em những gì tốt đẹp nhất ạ. Khi mà có cô thì em cảm nhận được như là một người mẹ thứ hai thật sự của mình. Thực sự nó là món quà đặc biệt ý nghĩa trong tháng 11 này. Thành tích này thì tôi nghĩ rằng nó không của riêng bản thân tôi. Nó là sự nỗ lực của cả thầy, cả trò, của cả một tập thể sư phạm nhà trường. Và ở mái ấm vùng cao của chúng tôi thì còn rất nhiều các thầy cô giáo khác là những tấm gương ngày đêm nỗ lực vì sự nghiệp chồng người. Và chúng tôi luôn luôn là thực hiện theo phương châm là tất cả vì học sinh các dân tộc thân yêu. Giải nhì cuộc thi Thầy cô trong mắt em không chỉ là món quà ý nghĩa mà các thế hệ học sinh trường vùng cao Việt Bắc dành tặng những người giáo viên đã miệt mài chèo lái con đò tri thức, mà đó còn là một ký ức đẹp trong cuộc đời mỗi học sinh khi nhớ về mái trường vùng cao Việt Bắc. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về thời tiết ngay sau đây sẽ kết thúc bản tin Camera Cuộc Sống ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết Thái Nguyên ngày 20 tháng 11. Các khu vực trong tỉnh, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác vào ban đêm và buổi sáng. Riêng thành phố Thái Nguyên, trưa và chiều giảm mây, trời nắng nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây, có mưa rải rác, đêm và sáng sớm có sương mù, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ.
Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, có mưa rải rác, đêm và sáng sớm có sương mù, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, có mưa rải rác, đêm và sáng sớm có sương mù, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ.